Sau đây là khuyến cáo của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai quốc gia về các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền trên biển trước những diễn biến phức tạp của bão số 3. 1. Thường xuyên theo dõi vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. 2. Thu lưới ngay, trường hợp khẩn cấp có thể phải cắt bỏ lưới. 3. Xác định vị trí của tàu thuyền so với vùng nguy hiểm để kịp thời di chuyển vào nơi neo đậu an toàn gần nhất hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. 4 tuyệt đối không điều khiển tàu chạy về bờ cùng với hướng di chuyển của bão. 5. Chuẩn bị các dụng cụ chống thủng, chống chìm để sử dụng khi cần. 6. Giữ liên lạc thường xuyên với các đài trực canh ven bờ và cơ quan chức năng. Những lưu ý chung, lập tức đưa tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với tàu đậu ở cửa sông, dọc trên sông, có thể neo buộc cố định vào các trụ độc lập dọc bờ, mũi tàu hướng ra ngoài bờ. Vị trí của tàu so với bờ tạo thành góc 45 độ để khi gặp tình huống khẩn cấp, tàu có thể quay trở dễ dàng. Tàu đậu ở bến bãi không có cầu tàu thì neo đậu phải theo hướng thẳng với góc bờ, giữ khoảng cách với các tàu đủ rộng để tránh va nhau. Tuyệt đối không neo đậu tàu theo hướng song song bờ, vì như thế tàu rất dễ bị sóng đánh thẳng vào mạn làm lật tàu. Thả cả neo lái và neo mũi để giữ cho tàu cố định. Khi trong vùng neo đậu có nhiều tàu, để việc neo tàu không ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu khác, đồng thời giảm sức căng dây neo khi chịu tác động của sóng, có thể dùng một vật bằng kim loại treo vào dây neo trọng lượng của vật bằng khoảng 1 phần 2 trọng lượng neo. Sử dụng các lốp xe hơi cũ treo ở thành mạng tàu thuyền và cả mũi tàu thuyền để hạn chế va vào nhau và va vào cầu tàu thuyền. Không neo đậu tàu dưới hoặc bên cạnh cầu giao thông, không lấy trụ cầu để buộc neo tàu.